hiện tượng gái Việt đi vào bar, casting rap Việt, rap chưa được 5 giây đã bị loại. Mới đây, màn trình diễn của cô nàng rapper trẻ Trần Huyền Diệp tại phòng casting rap Việt mùa 2 đã được đăng tải trên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút sự chú ý của netizen. Trần Huyền Diệp là chủ nhân của ca khúc Gái Việt đi vào bar, gây xôn xao dư luận một thời vì dung tục, phản cảm về mặt âm nhạc lẫn hình ảnh. Có thể thấy trong đoạn clip khi nhạc beat vừa cất lên, Trần Huyền Diệp rap được khoảng 2-3 câu đã nhanh chóng được một người phía ban tổ chức ra hiệu dừng lại, thôi được rồi, và cho mời thí sinh kế tiếp xuất hiện trên sân khấu để không làm mất thời gian thêm. Trần Huyền Diệp cũng không có lời nào trên sân khấu và khán giả Tuliver, Ramastic, Justati cũng thế, mọi thứ diễn ra chóng vánh. Phần trình diễn của Trần Huyền Diệp rõ ràng là mờ nhạt, thiếu điểm nhấn và cũng không cá tính đủ để gây ấn tượng với ban giám khảo. Với tỷ lệ chọi cực cao, khi giữa hàng nghìn rapper trẻ chỉ có vài chục người được chọn, rõ ràng hiện tượng mạng này không đủ gây ấn tượng cho nhà sản xuất rap Việt mùa 2. Phía dưới phần bình luận, đa số netizen cũng đều ném đá phần trình diễn này, cho rằng lẽ ra cô nàng không nên đi thi. Nhiều rap fan cũng đánh giá follow của Trần Huyền Diệp còn quá yếu, cá tính mờ nhạt, khó có thể dùng để dự thi. Bên cạnh đó, không ít netizen có phần dị ứng vì tai tiếng mà cô nàng đã có với bản rap Gái Việt đi vào bar. Trước đó, Trần Huyền Diệp đã từng gây chấn động mạng xã hội với bản rap Gái Việt đi vào bar. Ca khúc phản cảm diễn tả hình ảnh gái Việt khi đi vào bar trên nền nhạc chát chúa kích động. Trong MV, cô cũng mặc những trang phục phản cảm làm các bậc phụ huynh nóng mắt. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý trong ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi.